Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý 1 năm 2024, cả nước có 59,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số rút lui khỏi thị trường là 73,9 nghìn doanh nghiệp. Để hiểu rõ hơn về tình hình này, quý khán giả hãy theo dõi video sau đây nhé. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 1 năm 2024 của Tổng cục Thống kê cho thấy, trong tháng 3, cả nước có 14,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 64,3% so với tháng trước và giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, có hơn 3.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, tháng 3 ghi nhận 4.139 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 4.980 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, 1.412 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể. Tính chung quý 1 năm 2024, cả nước có 59,1 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có gần 20 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 73,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có gần 24,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. So sánh giữa số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, trong quý 1 năm 2024, tổng số doanh nghiệp nước ta giảm 14,1 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng giảm 4,7 nghìn doanh nghiệp. Thực trạng số doanh nghiệp rời thị trường tiếp tục cao hơn số doanh nghiệp mới thành lập, phần nào cho thấy những khó khăn của nền kinh tế vẫn chưa vơi đi. Kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với những khó khăn thách thức không hề nhỏ của nền kinh tế có độ mở lớn. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khẳng định. Bà Nguyễn Minh Thảo, trưởng ban nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh CIEM cho rằng, thông thường số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động thời điểm đầu năm thường thấp hơn so với các tháng giữa năm và cuối năm do rơi vào các tháng Tết có số ngày nghỉ dài. Dù thấp hơn các giai đoạn khác, song số doanh nghiệp gia nhập thị trường luôn nhiều hơn số doanh nghiệp rút lui. Vì vậy, hiện tượng doanh nghiệp rút lui cao đột biến hơn cả doanh nghiệp gia nhập thị trường, xu hướng đi ngược so với trước đây. Điều này cho thấy doanh nghiệp đang ngày càng trở nên suy kiệt sau hơn 2 năm phải cố gắng bươn chải duy trì hoạt động sau Covid-19 và ứng phó với các yếu tố khó khăn bên ngoài. Kể từ sau Covid-19, những khó khăn của doanh nghiệp chưa bao giờ hết như đầu ra gặp khó, giá nguyên phụ liệu tăng cao, lãi suất cao. Sang năm 2024, những khó khăn này không chỉ tác động đến doanh nghiệp nhỏ mà còn tác động đến ngay cả doanh nghiệp có quy mô lớn, bà Thảo nêu rõ. Để tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp, ông Nguyễn Bích Lâm cho rằng chính phủ xem xét tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa nghịch chu kỳ hỗ trợ doanh nghiệp như giãn hoãn thời hạn nộp một số khoản thuế, phí cho doanh nghiệp, tiếp tục tháo gỡ rào cản về môi trường pháp lý, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thông thoáng, tạo niềm tin cho khu vực doanh nghiệp. Đặc biệt, chính phủ cần thực hiện chính sách tài khóa về tiền tệ linh hoạt, phù hợp, giữ ổn định vĩ mô, đồng thời đánh giá tác động của việc tăng giá dịch vụ y tế, giáo dục đối với lạm phát và tăng trưởng kinh tế để quyết định mức độ, thời điểm điều chỉnh giá các loại dịch vụ do nhà nước quản lý, từ đó đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát, giảm tác động đến mức sống của người dân. Ông Lâm nói. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng ban Pháp chế Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho rằng, để hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh nhiều bất định của thế giới, Quốc hội và Chính phủ cần tiếp tục nghiên cứu các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đặc biệt các chính sách này cần phải ổn định và thuận lợi khi tiếp cận. Ông Tuấn đề xuất, một trong những chính sách cần tiếp tục thực hiện trong năm nay đó là kéo dài chính sách hỗ trợ thuế, phí, như tiếp tục gia hạn giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến hết năm, vì đây là chính sách quan trọng và hiệu quả không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng qua giảm thuế mà còn giúp sản xuất kinh doanh sôi động. Đối với những chính sách hỗ trợ về giảm thuế phí thì doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận được ngay, còn những chính sách hỗ trợ về vốn nếu không thực chất thì mức độ ảnh hưởng lan tỏa ít. Đây là bài học để chúng ta thiết kế chính sách cho doanh nghiệp trong năm 2024, ông Tuấn nêu. Bạn thấy sao về những ý kiến trên? Hãy để cảm nhận của bạn ở dưới video để chúng ta cùng bàn luận nhé! Trong báo cáo tháng 2, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh HUBA cho biết, tình hình vay vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn vẫn rất khó khăn. Mặc dù Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 2% lãi suất vay. Để xem tình hình cụ thể ra sao, quý khán giả hãy theo dõi nội dung sau đây nhé. Dù ngân hàng có nhiều vốn cho vay, nhưng hiệp hội này cho biết doanh nghiệp nhỏ và vừa không thể tiếp cận nguồn vốn do không đảm bảo yêu cầu về thế chấp tài sản hoặc không đủ điều kiện vay. Cụ thể, việc định giá tài sản đất nông nghiệp rất thấp, tài sản đất thuê hàng năm cũng không thế chấp được, các tài sản khác bị định giá xuống
khi lạm phát gia tăng. Hiện có tới 41% doanh nghiệp khảo sát đã không còn tài sản thế chấp đủ pháp lý để vay vốn, Hiệp hội phản ánh. Do đó, Hiệp hội cho rằng ngân hàng nên xem xét tăng tỷ lệ thế chấp các tài sản này, thực hiện mở rộng cho vay theo hợp đồng với các tài sản và quyền tài sản hình thành trong tương lai. Với tình hình khó khăn như hiện nay, doanh nghiệp không vay vì không có hợp đồng hoặc doanh nghiệp vay vốn không chỉ cho nhu cầu đầu tư mới mà còn là để thanh toán các khoản vay cũ đã đến hạn, Huba cho biết. Mặt khác, Hiệp hội cũng đề xuất phía ngân hàng có thể xem xét ân hạn nợ bên cạnh việc gia hạn. Theo đó, doanh nghiệp gia hạn nợ được phép hoàn trả khoản vốn vay gia hạn tại năm cuối cùng của kỳ hạn vay, thay vì phải trả ngay khi hết gia hạn, làm tăng gấp đôi số tiền phải trả trong năm tiếp theo, gây khó khăn kép cho doanh nghiệp. Đối với ngành công nghiệp hỗ trợ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, điện và điện tử, nhựa, cao su và hóa chất, Hiệp hội cho biết tình hình kinh doanh của ngành chưa tích cực, thậm chí nhiều doanh nghiệp bị suy giảm do thiếu đơn hàng, chi phí đầu vào tăng cao. Ngoài ra, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ hiện nay hầu hết là các chi tiết rời rạc, khó đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu và doanh nghiệp đang chịu mức lãi suất vay khá cao, 7-8%. Do đó, nhà nước nên xem xét đơn giản hóa thủ tục vay vốn, kích cầu đầu tư, chú trọng hỗ trợ nguồn vốn và chính sách ưu đãi đối với các dự án lớn, hình thành hệ thống các nhà máy chuyên môn hóa có thể sản xuất được các cụm linh kiện hoàn chỉnh, đáp ứng yêu cầu của khách hàng toàn cầu, Hiệp hội đề xuất. Về tình hình của các doanh nghiệp, Huba cho biết hoạt động sản xuất công nghiệp có dấu hiệu phục hồi ở một số ngành như công nghệ, cơ khí, đồ gia dụng. Tuy nhiên, một số ngành còn khó khăn như dệt may, da giày, sản phẩm gỗ. Một số doanh nghiệp có xu hướng chuyển qua khai thác thị trường mới nhiều tiềm năng như Campuchia, Thái Lan và các nước Đông Nam Á. Ngành chế biến lương thực thực phẩm hoạt động tốt, gia tăng thị trường Trung Quốc và các thị trường mới khai thác như Đông Nam Á, Châu Phi. Tuy nhiên, Hiệp hội đánh giá thành phố chưa nắm bắt, hưởng lợi đối với sản phẩm nông nghiệp, các mặt hàng rau củ quả của Việt Nam có sự phát triển mạnh. Ngành thương mại nội địa phục hồi nhưng chưa có nhiều ấn tượng. Trong khi đó, hoạt động xuất khẩu mặc dù có khó khăn về logistics và luồng hàng vận tải biển, nhưng đã từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản đã có nhiều dấu hiệu khả quan sau khi thực hiện tái cơ cấu và sẽ cho thấy sự phục hồi rõ nét hơn từ nửa cuối năm 2024. Một số doanh nghiệp lớn đã tiến hành cơ cấu lại nợ để cải thiện tình hình tài chính thông qua các hình thức mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn hoặc đàm phán với các trái chủ, các ngân hàng để gia hạn nợ, giảm áp lực dòng tiền. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!